Vivo hợp tác để làm điều tưởng không tưởng này là ba trong số những nhà sản xuất lớn tại Trung Quốc cũng như trên thế giới, song Oppo, Xiaomi và Vivo trong nhiều năm vẫn chưa thể sánh kịp với những gã khổng lồ như Apple, Samsung, Huawei về mặt quy mô cũng như sự tin cậy của người dùng. Đây có lẽ chính là động lực để ba nhà sản xuất này tìm đến với nhau. Hồi tháng 8 năm 2019, Oppo, Xiaomi và Vivo tuyên bố thành lập liên minh cùng nhau nghiên cứu một dự án có tên là Inter Transfer Alliance Group nhằm đưa tính năng chia sẻ dữ liệu tương tự AirDrop của Apple lên điện thoại Android và tất nhiên là chỉ hỗ trợ cho điện thoại của ba công ty này. Sau một vài tháng thử nghiệm, liên minh ba nhà sản xuất Trung Quốc đã chính thức ra mắt hệ thống truyền file ngang hàng đồng thời sẽ có mặt trên toàn cầu chứ không chỉ riêng tại Trung Quốc. Ngoài ra, thời điểm ra mắt của hệ thống nằm trong bối cảnh mạng 5G đang nở rộ và được triển khai ngày một rộng rãi, hứa hẹn sẽ cho phép nó hoạt động thậm chí còn hiệu quả hơn, bao gồm tốc độ nhanh truyền tải nhanh hơn và kích thước tệp tin lớn hơn